Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình xã hội thứ năm ngày hôm nay, episode thứ 36. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi thứ năm hàng tuần thì chúng ta vẫn có chương trình xã hội, chủ yếu là đề cập tới đời sống xã hội của người dân Hoa Kỳ nói chung và người Mỹ gốc Việt nói riêng, để quý vị bên ngoài nước Mỹ hoặc là ở Việt Nam có thể hiểu rõ hơn về sinh hoạt, văn hóa cũng như là làm việc của người Mỹ và người Mỹ gốc Việt ở tại Hoa Kỳ. Quý vị, đó là cái chủ đích của chương trình xã hội thứ năm hàng tuần của chúng ta. Và quý vị, trong cái chương trình xã hội hoàng tuần ngày hôm nay, có lẽ một vấn đề mà nó tương đối mang tính cách trừu tượng, nhưng mà nó vẫn là một cái đề tài đáng lý là chúng ta phải đối từ lâu. Nhưng mà hôm nay, nhân dịp tờ báo USA Today, một tờ báo được xem là lớn tại Hoa Kỳ, đã có một cái bài phân tích chỉ còn vài ngày nữa bước qua tháng 6. Và bài phân tích này cho thấy sự tham lam đã dẫn tới một cái hậu quả thê thảm. Quý vị, tôi không muốn nói về vấn đề chính trị, tuy nhiên tôi mượn câu chuyện này mà thôi. Đây là một cái câu chuyện để tôi nói về cái suy nghĩ của người Mỹ và nó tương đồng với người Á Châu như thế nào và sự khác biệt như thế nào. Mặc dù nhìn từ bề ngoài văn hóa Đông Tây có sự khác biệt, nhưng mà nhìn từ bên trong ra thì sự khác biệt không nhiều lắm. Cùng lắm chỉ khác biệt về cái hình thức, nhưng mà bản chất thì cái triết lý gần như là giống nhau. Quý vị, trong một cái bài phân tích khá dài của tờ USA Today, trong đó nói rằng những cái huy hiệu mà đủ màu sắc của giới đồng tính, tức là LGBTQ, đã của cái tháng tới, tức là tháng 6 này, được xem là Pride Month. Pride Month được là diễn dịch là một cái tháng dành cho người đồng tính, vốn đã được lập ra từ dưới thời của Obama. Mỗi một năm họ chọn cái tháng 6 là tháng của người đồng tính. Thì quý vị, thật sự thì mỗi một cộng đồng đều có quyền chọn một cái tháng cho riêng mình và vinh danh cái cộng đồng của mình. Điều này không có gì sai lạc cả. Thật sự thì nó cũng là một chuyện bình thường ở xứ Mỹ. Tuy nhiên thì sự tham lam của một số thành phần thiểu số lãnh đạo ở trong giới đồng tính đã gây phản ứng ngược và khiến cho nhiều công ty chạy theo phong trào này đã bị phản ứng ngược, và bây giờ năm nay họ phải trả giá. Quý vị, trong cái bài phân tích của tờ USA Today, quý vị trên đây trên bảng thì có thấy là tờ USA Today là sẽ có rất ít những cái biểu tượng về lá cờ đủ màu sắc, tức là lá cờ của giới đồng tính, dành cho giới đồng tính sẽ không còn nhiều lắm sau khi mà Target và Bud Light đã bị phản ứng. Ở trong đó thì quý vị, trong cái bản tin này nói rằng vào năm ngoái thì hai công ty Bud Light, tức là công ty sản xuất cái rượu Bud Light và cái nước bia Bud Light thì đúng hơn, và công ty Target đã trở thành bị thiệt hại rất nặng nề. Riêng công ty Target đã mất 20 mấy tỷ Mỹ kim, và công ty Bud Light gần như là mất hẳn số bán của họ khi mà họ đưa ra những quyết định mà tôi nghĩ rằng sai lầm cho họ. Thứ nhất là công ty Bud Light đã chọn một người được xem là chuyển giới để đại diện cho công ty này, tức là cái người đại diện đại sứ cho công ty này ở ngoài công chúng. Và việc này đã dẫn tới sự phẫn nộ của các tôn giáo cũng như là những người bảo thủ tại Hoa Kỳ. Họ đã mở chiến dịch tẩy chay công ty Bud Light. Họ mua bia của những công ty khác, họ tẩy chay Bud Light, khiến cho Bud Light bị thiệt hại lên tới gần 15 tỷ Mỹ kim. Thì quý vị, đó là chuyện xảy ra hồi năm ngoái. Và công ty Target, tức là cái hệ thống chợ bán lẻ Target, cũng đã bị trở thành nạn nhân của cái đòn tẩy chay này, khi mà họ thúc đẩy cái chương trình bán sale vào cái mùa gọi là Pride Month, tức là cái tháng dành cho người đồng tính. Thật sự chọn những cái ngày lễ hội để mà bán sale thì không nói làm gì. Nhưng công ty Target đã chơi một cái trò rất nguy hiểm. Họ đặt tất cả những cái quầy hàng dành cho người đồng tính bên cạnh cái quầy hàng dành cho trẻ em. Chính điều này dẫn tới sự phản ứng của những người bảo thủ và kể cả những người mà tôn giáo. Và một cái chiến dịch tẩy chay công ty Target đã diễn ra. Kết quả công ty Target đã bị mất hết 20 mấy tỷ Mỹ kim.
kể cả trên thị trường chứng khoán và kể cả mức bán của họ cũng đã giảm sút đi. Sau khi mà họ quyết định là trong các cái line hàng, thì thay vì để cái chỗ của người đồng tính riêng qua một chỗ khác, thì họ lại để chung cái quầy hàng của những cái vật dụng bán cho trẻ em. Chính điều này nó dẫn tới một cái hậu quả đó. Và năm nay thì theo lời nhận định của tờ USA Today là những cái biểu tượng của đồng tính sẽ không xuất hiện nhiều trong các công ty bán lẻ trong cái mùa được xem là bán trong cái mùa hè năm nay. Thì ở Mỹ này quý vị có hai cái mùa được xem là cái mùa mua sắm của người dân. Mùa cuối năm là cái mùa quan trọng nhất. Mùa cuối năm là cái mùa mà quà Tết, quà Noel, rồi quà của lễ tạ ơn. Người ta mua rất là nhiều. Thì mùa cuối năm là cái mùa mua sắm chính, là cái mùa kiếm tiền của các công ty về retail, tức là các công ty bán lẻ. Và mùa hè thì cũng là một cái mùa mua sắm, tuy nhiên mức độ nó không bằng mùa đông. Thì quý vị, thì chuẩn bị cho cái mùa sale năm nay và mùa hè của các công ty, kể cả những công ty bán lẻ, kể cả những công ty sản xuất về những cái vật dụng hàng ngày, đồ thời trang vân vân và đồ chơi cho trẻ em, họ bắt đầu tránh dần cái biểu tượng của đồng tính. Họ bắt đầu tránh dần cái biểu tượng của đồng tính, tức là họ không muốn đụng tới một vấn đề khá nhạy cảm và gây tranh cãi trong xã hội Hoa Kỳ. Điều này cho thấy là một thiểu số cực đoan trong giới đồng tính, tôi nói là thiểu số cực đoan thôi, đã mà những thiểu số này lại là những thành phần lãnh đạo trong giới đồng tính. Họ đã thúc đẩy một cái chính sách khá tham lam và gây ra một cái phản ứng ngược cho công chúng Hoa Kỳ. Thay vì họ xem họ là một cái cộng đồng bình thường giống như những cộng đồng khác, cộng đồng người da đen, cộng đồng Latino, cộng đồng gốc Á hay là cộng đồng đồng tính. Nếu mà bình thường như vậy thì tôi không nghĩ rằng họ sẽ bị phản ứng. Nhưng chính vì cái thái độ tham lam của họ muốn ăn trên ngồi trong những cộng đồng khác, do một thành phần tiểu số thôi, quý vị thấy họ ép Bộ Ngoại giao là phải treo cờ đồng tính trong cái tháng Pride Month. Rồi họ ép các cái công ty phải để những cái quầy hàng của họ gần của trẻ em. Rồi thậm chí là họ làm rất là nhiều trò tham lam. Và chính điều này nó dẫn tới sự phản ứng ngược của người dân Hoa Kỳ, và dẫn tới ngày hôm nay, trong năm nay, nó ngược với năm ngoái, gần như biểu tượng của đồng tính đã không xuất hiện nhiều ở trong các cái dịp lễ lạc hay là các cái dịp được xem là cái tháng quan trọng của người đồng tính, là tháng 6. Thì quý vị, đây là một trong những cái tôi nói là phản ứng của sự tham lam. Tương tự như câu chuyện này, ông Joe Biden, trong lúc ông điều hành cuộc máy quốc gia, ông rất tham lam. Và chính sự tham lam này, ông đã trả giá. Sự tham lam là gì? Quý vị thấy cái cuộc chiến của Hamas và Do Thái, ông muốn ôm hàng hai bên, một bên vẫn muốn ủng hộ Do Thái, một bên vẫn muốn xoa dịu người Palestine. Kết quả của sự tham lam này, thì bây giờ ông bị kẹt ở giữa. Là tại vì quý vị, giống như tôi nói là đừng quá tham lam. Ở Mỹ này, đừng quá tham lam sẽ không bị gì. Và mấy năm trước, tôi nhớ mấy năm trước, thì trong cộng đồng Việt Nam đã xảy ra một cái tai tiếng. Mà cái tai tiếng đó quý vị còn nhớ là một cậu ca sĩ. Một cậu ca sĩ cuối cùng kết quả là vợ bị trục xuất về Việt Nam. Lý do, cậu này quá tham lam. Thứ nhất là cậu lấy vợ mà cậu không có làm giấy tờ cho bà vợ. Và bà vợ thì có con rồi ăn welfare, lãnh tiền xã hội, nhưng làm chủ hai tiệm nail, rồi làm chủ một cái gì đó khá dài. Thì quý vị, kết quả thì cô vợ này đã bị trục xuất về Việt Nam, vĩnh viễn không được bước chân vào nước Mỹ. Do sự tham lam của họ, đã tới Mỹ không có hợp pháp rồi, mà còn tham lam ăn luôn tiền an sinh xã hội của Mỹ nữa. Mà ăn tiền an sinh xã hội, một mặt khác lại đi mở tiệm nail, xài đồ hiệu, đi xe hiệu. Thì quý vị, chính sự tham lam này, họ đã trả giá. Họ đã trả giá cho sự tham lam này. Và chỉ tham lam độ khoảng một khoảng thời gian hay một cái số tiền nào đó thôi, thì bây giờ phải ói ra hết. Chưa kể, quý vị, cái mùa đại dịch vừa rồi, thì lúc mà mùa đại dịch là dưới chính quyền của ông Trump đó, trước khi mà qua chính quyền của, và sau này qua 21 là chính quyền của Joe Biden đó, thì chính quyền liên bang dưới thời ông Trump hay dưới thời Joe Biden đều có cái chính sách hỗ trợ cho rất nhiều những thành phần khác nhau trong xã hội. Trong đó gồm những người đi làm bình thường, có người nhận được 2.000 rồi sau đó nhận được 1.200, tức là hai lần nhận tiền từ chính quyền liên bang.
Còn những người làm business thì họ căn cứ trên cái business của họ qua cái chương trình gọi là PPP. Họ được chính phủ liên bang tài trợ cho một số tiền để mà trả tiền thuê nhà, tức là thuê cái mặt bằng á, rồi trả tiền nhân viên hay là những cái chi phí cần thiết trong cơ sở của họ. Thì quý vị, cái hành động này là cái từ cái sự hỗ trợ của chính quyền liên bang dành cho người dân trong mùa đại dịch. Tuy nhiên, nó bị abuse, tức là nó bị lạm dụng. Nhiều công ty đã khai lên rất là nhiều để lấy rất nhiều tiền của trong cái chương trình PPP. Nhiều cái tiệm nail hay là những cái chủ nhân của những cái ngôi tiệm nhỏ, họ cũng khai lên thật nhiều, có những cái tiệm lấy lên tới mấy trăm ngàn. Lấy lên tới mấy trăm ngàn đô la. Nhưng mà họ không dùng cái tiền đó cho cái vấn đề thương mại của họ. Ví dụ như trả tiền mướn mặt bằng, mướn chỗ, trả tiền nhân viên, chi phí ga, điện, nước, cái gì đó. Có nhiều người lấy tiền đó xong đi mua nhà. Lấy tiền đó xong bỏ xuống đi mua nhà, đao tiền mua nhà. Có nhiều người lấy tiền đó xong rồi đi mua sắm đồ hiệu, đi Las Vegas chơi, đi chơi. Quý vị, họ xài một cách vô tội vạ với số tiền tài trợ của chính phủ vốn dành cho họ để mà lo vấn đề business. Kết quả, riêng tại Los Angeles không, gần 1.000 người đã bị truy tố tội lừa gạt tiền của liên bang. Gần 1.000 người đã bị truy tố tội lừa gạt tiền của liên bang khi họ sử dụng sai lạc cái số tiền hỗ trợ của chính phủ, tức là tiền PPP. Thì quý vị, cuối cùng sự tham lam này họ trả giá. Khi họ thấy có một cái gì đó tham lam trả giá, thì giống như tôi nói là nhìn từ ở trong bên ngoài vào nước Mỹ, hay là nhìn từ ở cái góc độ của người Á Châu, thì thấy là cái văn hóa của Đông và Tây nó khác biệt. Ví dụ, tôi lấy ví dụ thấy sự khác biệt rất là rõ ràng. Ví dụ một đứa nhỏ nó phạm một cái lỗi lầm nào đó ở người Á Châu, tức là người Việt hay là người Hoa hay là người Nhật, thì chúng ta cúi đầu nhận lỗi trước người lớn, tức là đứng trước người lớn chúng ta phải cúi đầu. Ngược lại, ở bên Mỹ, một đứa nhỏ mà phạm lỗi như vậy thì hành động cúi đầu là tránh né. Họ phải ngẩng đầu lên và nhìn thẳng mắt người lớn để nhận lỗi. Thì quý vị thấy là cái cách nhận lỗi nó hoàn toàn ngược nhau. Một bên thì phải cúi đầu xuống nhận lỗi, còn một bên đó cúi đầu xuống là tránh né, chưa có nhận trách nhiệm, mà phải nhìn thẳng mà vào mắt của người lớn để nhận lỗi của mình. Thì quý vị thấy là đứng từ bên ngoài nhìn vào nước Mỹ thì nó có cái sự khác biệt về văn hóa. Nhưng giống như tôi nói là nó khác biệt về cái phương thức hành xử bên ngoài, nhưng bản chất giống nhau. Bản chất giống nhau, tức là nếu quý vị sống từ nước Mỹ, mà ở trong nước Mỹ quý vị sống mà nhìn ra bên ngoài, thì quý vị sẽ thấy là không có sự khác biệt nhiều trong cái bản chất về đối nhân xử thế của người Mỹ gốc da trắng, người thổ dân của Mỹ, hay là người Việt, hay là người gốc Á. Nó không có nhiều khác biệt. Ví dụ, tôi nói ví dụ, quý vị, có một cái câu nói mà nhiều khi chúng ta, đến bây giờ chúng ta chưa chắc có câu trả lời. Mà cái câu này thì hình như là các cái công ty điện ảnh dùng nhiều lắm. Thì quý vị, tôi chỉ đặt cái câu hỏi đó ra để quý vị tự kiếm lấy câu trả lời cho chính mình. Đó là cái câu rất quen thuộc của tiếng Mỹ: Family first or country first. Thì quý vị, tức là gia đình trên hết hay đất nước trên hết. Câu này thì tùy theo quan điểm của mỗi một người. Tôi nói cái câu này gây nhiều tranh cãi lắm. Có nhiều quan điểm khác nhau của những con người. Đối với những người mà bình thường, một những cái người có cuộc sống bình thường, thì đối với họ family first. Nhưng đối với những người mà họ lo lắng cho xã hội, họ lo lắng cho cái tương lai của cái xã hội, thì họ đặt country first, tức là đất nước lên trên hết. Thì tùy theo quan điểm của mỗi một người. Do đó quý vị, nhưng mà tôi đem cái câu nói này ra để thấy rằng nó cũng không khác biệt gì với Á Châu. Người Á Châu, đặc biệt là người Việt á, thì chúng ta lại quan niệm nó có cái cách diễn dịch nó khác nhau, nhưng mà cuối cùng cái bản chất cũng giống nhau. Quý vị, đó là gì? Tề gia trị quốc bình thiên hạ.
Đây là cái câu nói rất quen thuộc của người Việt, tức là gia đình ổn rồi mới bên trị quốc để bình thiên hạ. Thì quý vị, cái câu nói này nó không có, nó dường như nó khác biệt hẳn với cái câu mà family first or country first. Nhưng mà quý vị thật sự, nếu quý vị sống từ nước Mỹ thì quý vị sẽ thấy là đúng với chữ Việt Nam luôn: tề gia trị quốc bình thiên hạ. Lý do là những người sống ở nước Mỹ, thì khi mà họ có một đời sống đầy đủ sung túc, lúc đó họ mới ra lo chuyện xã hội. Còn bản thân mình chưa lo xong thì không nên lo, thì mà đi lo chuyện xã hội thì bị người Mỹ người ta chửi là bạo động, tức là làm chuyện bạo động, đại khái như vậy. Thì cuối cùng cái câu nói và cái cách nói khác nhau, thì người ta nói là family first then country, tức là cái nội lực trong gia đình trước rồi tới tổ quốc, tức là mình phải xây dựng cái sự thịnh vượng cho cá nhân mình và gia đình của mình trước khi mình nhìn tới những chuyện khác. Đó là cái lối thực tế của người Mỹ, chứ không phải là chỉ chọn gia đình không chọn đất nước, mà gia đình phải vững chắc thì mới nói chuyện đất nước. Gia đình không vững chắc đừng nói chuyện đất nước, bởi vì mình không qualify, mình không có đủ điều kiện đó quý vị. Do đó nếu mà nhìn ở trên cái phương thức thì chúng ta thấy sự Đông và Tây nó khác nhau rõ ràng, nhưng nhìn thẳng vào vấn đề thực tế và bản chất thì họ giống nhau hết. Cho nên có nhiều người nhìn vào phương thức thì nói là văn hóa Đông Tây khác biệt, nếu là những người ở ngoài nước Mỹ nhìn vào. Nhưng nếu là những người sống trong nước Mỹ mà sống nhiều năm thì họ sẽ không thấy sự khác biệt đó, cùng lắm chỉ là khác về cái phương thức hành xử bên ngoài, đối xử bên ngoài, nhưng bản chất vấn đề vẫn giống nhau. Do đó quý vị, có nhiều người nhìn mà nói rằng là không hội nhập được đời sống Mỹ, hay là có nhiều cái sự khác biệt văn hóa. Thật sự quý vị, cách hành xử có thể và cách đối xử, cách trình bày diễn đạt khác nhau, nhưng bản chất vấn đề vẫn giống nhau, tức là cái cốt lõi của vấn đề vẫn giống nhau. Thì cũng giống như cái câu mà ông Kennedy nói đó, là đừng hỏi về đừng hỏi đất nước làm gì cho quý vị đã làm gì cho đất nước. Thì quý vị, cái câu nói này nó cũng tương tự như cái câu tề gia trị quốc bình thiên hạ thôi, nhưng một cách nói khác của một ông tổng thống thôi. Còn cái câu nói mà tôi vừa nói lúc nãy là cái câu nói rất quen thuộc của người Mỹ: family first or country first. Thì lúc đầu mình nhìn câu nói này giống như một sự chọn lựa, nhưng thực tế nó không phải là sự chọn lựa, mà thực tế người Mỹ họ rất là thực dụng, tức là mình phải có lực, mình phải có khả năng, mình phải có đầy đủ tài lực, thì lúc đó mình mới đóng góp được cho đất nước nhiều. Còn đóng góp cho đất nước trong lúc mà chính bản thân mình không có đủ quan, chính bản thân mình còn bị yếu kém, bị thiếu kém, thì người ta coi sự đóng góp đó là giả tạo, hay nhân danh sự đóng góp lợi dụng cơ hội để chiếm một cái vị trí nào đó để trục lợi. Người Mỹ họ nhìn như vậy. Do đó quý vị, có những cái mà tôi nói rằng nhìn từ bề ngoài thì thấy sự khác biệt, nhưng nhìn từ bên trong chúng ta sẽ thấy không thấy sự khác biệt. Ví dụ tôi nói ở Mỹ này người ta coi trọng giá trị gia đình, thì nhiều người bên ngoài nói nổ, tôi đâu có thấy như vậy, tôi đâu có thấy như vậy. Tôi thấy người Mỹ dường như là con cái 18 tuổi đi chỗ khác, nó khác với người Việt là con cái sống chung với cha mẹ, đại khái như vậy. Nhưng thực tế quý vị, tôi chỉ nói một cái này, tôi lấy ví dụ một nhân vật ra tranh cử, một nhân vật đi ra tranh cử, thì chuyện đầu tiên mà ông ta muốn thuyết phục người khác là ông ta phải chứng minh mình có một gia đình đầy đủ, có vợ có con. Những người độc thân ra tranh cử hiếm khi thắng lắm, trừ khi họ ở những cái khu vực được xem là cấp tiến quá. Nhưng nếu mà họ ở những cái khu vực bình thường thôi, tôi không nói là bảo thủ, thì quý vị, một người mà ra ứng cử một cái chức vị nào đó thì phải chứng minh mình có một cái gia đình hoàn hảo, có vợ có con, thì cái niềm tin của công chúng nhiều hơn, cái niềm tin của công chúng đối với cái người có gia đình nhiều hơn là cái người độc thân. Thì quý vị thấy rõ ràng họ vẫn nhìn cái giá trị của gia đình. Hay là làm ăn cũng vậy, trong làm ăn quý vị, nhiều người Mỹ
khi mà lần đầu tiên bắt tay với mình đi dự một bữa tiệc nào đó trước khi mà chúng ta quen biết, bắt tay làm ăn hợp tác. Thì thường thường gặp nhau trong những cái bữa tiệc, những cái cuộc tổ chức về gặp gỡ đó quý vị. Cái đầu tiên của họ khi mà mình dẫn một người vợ đi theo, mình giới thiệu, ồ đây là phu nhân của tôi. Họ tin hơn. Bởi vì họ cho rằng cái người mà đàn ông đã có gia đình thì lúc nào cũng có cái suy nghĩ trách nhiệm nhiều hơn và chững chạc hơn so với một người độc thân tới bắt tay với họ. Ồ, bắt tay thôi, ồ tôi còn độc thân, tôi chưa lấy gì vợ, tôi chưa lấy chồng. Thì cái người mà đối tác đó họ sẽ thiếu tin tưởng. Tại vì đối với những người mà chưa có gia đình thì họ thiếu tin tưởng nhiều lắm. Trừ khi người đó là một cái tên tuổi lớn hay một cái gì đó thôi. Còn nếu không quý vị, họ ít khi nào mà làm ăn lắm. Họ làm ăn với những người có gia đình. Tại vì với quan niệm của người Mỹ, một người có gia đình tức là phải có trách nhiệm. Tức là phải có trách nhiệm trong gia đình. Thì khi họ có trách nhiệm trong gia đình, có nghĩa là họ có trách nhiệm trong làm ăn. Do đó cái xu hướng mà bắt tay làm ăn của những người Mỹ đó, họ vẫn nhìn ở góc này. Mặc dù là nó là cái luật bất thành văn, không ai bắt buộc cả, nhưng mà nó có những cái luật bất thành văn trong cái nghề làm ăn. Do đó quý vị, những người mà có gia đình đi đâu cũng có bà xã đi theo thì người ta được tin tưởng hơn. Hay là các ứng cử viên khi ra trình diện với công chúng có bà vợ đứng kế bên thì cử tri họ tin tưởng hơn so với một người mà đi một mình, mà độc thân, không có gia đình, chưa có gia đình thì họ bị thiếu tin tưởng hơn so với người lập gia đình. Thì quý vị, thật sự cái suy nghĩ này của người Mỹ nó cũng không khác biệt gì với người Á Châu. Nó không khác biệt gì với người Á Châu cả. Người Á Châu cũng có cái suy nghĩ tương tự. Tức là anh có gia đình, anh có trách nhiệm. Anh có gia đình thì phải có trách nhiệm. Thì nhất là người Á Châu, người phụ nữ là ở trong nhà. Người đàn ông đi ra ngoài kiếm việc làm và làm việc ở bên ngoài nhiều hơn. Do đó quý vị, nó cũng không khác gì nhau cả. Cái nhìn về cái triết lý sống, về cái cách sống của người Mỹ ở đây và người ở bên Á Châu cũng không khác biệt gì cả. Nhiều người thì cho rằng là có sự dung hòa, đúng, dung hòa về phương thức, nhưng bản chất thì nó không phải là dung hòa, nó giống nhau hết. Do đó có nhiều người ở bên ngoài nước Mỹ hay là ở Việt Nam nhìn vào nước Mỹ vào qua những cái điện ảnh, qua những cái phim ảnh, qua những cái giải trí hoặc là những cái lời tuyên bố một cách gây sốc. Họ đã vội vã đánh giá về cái giá trị quan niệm về xã hội gia đình của người Mỹ. Nhất là những cái câu tuyên bố gây sốc của một số ngôi sao pop star hay là một số của những nhân vật ở trong cái ngành giải thể thao, hay là mà họ qua một cái lăng kiến của một cái phim nào đó. Thì quý vị, họ sẽ thấy được là ủa sao nước Mỹ này đi phóng khoáng quá này nọ tùm lum hết. Nhưng quý vị, đó chỉ là những tác phẩm trên điện ảnh mà thôi. Chứ nó không phản ảnh đúng cái tinh thần của người Mỹ. Do đó tại sao tôi vẫn thường nói với quý vị, khi quý vị đặt chân tới nước Mỹ đi chơi, ngoại trừ những cái danh lam thắng cảnh nổi tiếng như là ở New York, ở San Francisco, ở Las Vegas hay là ở Hollywood v.v. quý vị nên bỏ thêm thời gian đi tìm hiểu những cái nơi khác cũng có cảnh trí đẹp, nhưng mà đời sống của những người đó rất là khác biệt với những cái nơi đô thị đông người và thu hút được khách du lịch. Quý vị đi Yellowstone, quý vị đi Grand Canyon, tức là những cái nơi mà danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Mỹ đó, thì quý vị sẽ thấy cái đời sống nó khác hẳn. Nó không phải là Las Vegas, nó không phải là San Francisco, nó không phải là Santa Monica ở Hollywood, đại lộ mà có những cái tên của những tài tử. Nó cũng không phải là, thì quý vị đi tới những cái nơi nổi tiếng như là Yellowstone, hay là quý vị đi tới những cái nơi như là ở Grand Canyon, rồi một số những cái nơi mà có những cái cảnh trí hùng vĩ của nước Mỹ, thì quý vị sẽ thấy một cái văn hóa hoàn toàn khác biệt với những cái nơi mà quý vị thường chú ý. Do đó đánh giá về nước Mỹ, chúng ta đừng vội nhìn qua lăng kiến của điện ảnh, lăng kiến của những nhân vật trong ngành giải trí, ngành thể thao, hay một số những kẻ mà được xem là có cái tư tưởng gọi là phản loạn cấp tiến, đưa ra những lời và chúng ta đánh giá toàn bộ cái nền văn hóa của nước Mỹ. Thật sự nó không khác gì với người Á Châu cả. Có thể một số những cái phương thức nào đó khác đi, nhưng mà cái bản chất nội dung của
bản chất của nó vẫn giống nhau. Dù quý vị sống ở xã hội nào, nhất là xã hội Mỹ. Âu Châu thì tôi không biết, tại vì tôi chưa từng sống ở Âu Châu. Tôi sống ở Mỹ thôi. Thì tôi chỉ nói về cái giá trị của người Mỹ thật sự ở đây. Nó cũng không khác biệt vì gì với cái giá trị của người Âu Châu cả, của người Á Châu cả. Thì quý vị, đây là một trong những cái điểm mà nhiều người vẫn hiểu lầm. Đánh giá cái sự phương thức khác nhau thì bản chất khác nhau. Thì đây là một cái bài tôi giải thích cho quý vị rõ hơn. Nhân dịp mà tại USA Today cho thấy cái sự tham lam trả giá. Thì cái sự này, cái sự tham lam này ở Á Châu cũng vậy. Càng tham lam thì càng trả giá. Nó không khác gì ở Mỹ. Ở Mỹ cũng vậy. Cái gì nó ở mức độ vừa phải, nó ở mức độ vừa đủ cho mọi người chấp nhận thì nó tồn tại lâu hơn. Còn nếu đi cực đoan, nếu đi quá mức thì cái hậu quả sẽ bị phản ứng ngược. Thì nó cũng không khác gì người Á Châu cả. Người Á Châu cũng vậy thôi. Họ cũng phản ứng ngược lại với những cái gì mà họ thấy là đi quá mức. Thì quý vị, đây chính là một trong những cái nét mà tôi nói rằng là nhiều người chưa có nghĩ và phân tích ra. Hôm nay tôi phân tích cho quý vị thấy để quý vị hiểu rõ hơn. Đời sống của người Mỹ cũng không khác gì với những dân tộc khác trên thế giới. Có khác chăng là cái quan niệm và phương thức của họ làm cho chúng ta cảm thấy có sự khác biệt thôi. Chứ thật sự nó cũng không có gì khác biệt cả. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.